Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá kết quả dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây. Trong cuộc họp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nhật nhân rộng mô hình làm sạch bằng công nghệ này trên các hồ của thành phố. Theo kết quả phân tích từ Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau gần 6 tháng thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano Bioreactor, chất lượng nước trong khu thả cá koi trên sông Tô Lịch và Hồ Tây đều đạt quy chuẩn Việt Nam ở tất cả chỉ tiêu. Tại khu vực sông Tô Lịch thì mùi hôi thối giảm tới 200 lần, lượng bùn giảm nhiều nhất là 76 cm, vi khuẩn có hại coliform giảm hơn 61 triệu lần, E. coli giảm 1.100 lần. Còn tại khu vực Hồ Tây thì mùi hôi giảm 30 lần, nhiều vị trí không còn bùn thải, vi sinh vật có lợi tăng 738 lần, vi sinh vật hiếu khí tăng 40 lần. Cũng trong hôm nay, khi có mặt để thị sát kết quả thí nghiệm dự án xử lý nước sạch tại một góc Hồ Tây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng công nghệ đã được phía Nhật Bản thẩm định, nghiệm thu nên yên tâm. Vấn đề là công nghệ có phù hợp với đặc thù sông Hồ Việt Nam và chi phí phải hợp lý. Ở sông Tô Lịch cần khoảng 150 đến 200 hệ thống máy nano và vật liệu sinh học bioreactor để xử lý ô nhiễm. Ở Hồ Tây chỉ cần từ 80 đến 100 hệ thống máy. Sau khi đi vào vận hành, dự án cũng chỉ mất thêm tiền điện. Mức tiêu thụ cũng rẻ hơn nhiều lần so với việc vận hành các máy sục khí tại nhà máy xử lý nước thải. Chúng tôi chỉ cần chuyển giao lại và máy sẽ tự hoạt động nhờ nguồn điện mà các bạn cũng không cần phải tốn nhân công.